bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào Nhà Trắng. Dù ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton giành đa số phiếu phổ thông với cách biệt 200.000 lá so với đối thủ, tỷ phú Trump mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành qua bán số phiếu đại cử tri. Cuối ngày 10 tháng 11, Trump có 290 phiếu, trong khi đó Clinton chỉ giành được 228, theo New York Post. Đối với những người vẫn tha thiết mong cựu ngoại trưởng trở thành tổng thống, cơ hội cuối cùng để họ cản trở được ông Trump là một sự đảo chiều trong đại cử tri đoàn. Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại thủ đô Washington DC vào ngày 19 tháng 12 để tiến hành bỏ phiếu. Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó. Những nhân vật như vậy trong đại cử tri đoàn thậm chí còn được gán cho tên gọi riêng, cử tri bất trung. Mặc dù vậy, ý tưởng về đảo chiều lá phiếu của các đại cử tri hiếm khi được mang ra thảo luận. Lần gần đây nhất người Mỹ bàn về khả năng trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000, đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ Al Gore dù giành ít phiếu phổ thông hơn. Trong lịch sử Mỹ, việc đại cử tri lật lọng là cực kỳ hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết, theo một phân tích của New York Times. Tuy nhiên, không phải trường hợp này chưa từng xảy ra. Đại cử tri bất trung gần đây nhất phá bỏ lời hứa vào năm 2004 là một đại diện đến từ Minnesota. Người này bỏ phiếu cho John Edwards thay vì ứng viên đảng Dân Chủ John Kerry như đã cam kết. Song điều này không đem lại thay đổi gì khi Bush cuối cùng vẫn giành 286 phiếu đại cử tri để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng. Trên lý thuyết, việc bỏ phiếu trái cam kết của đại cử tri chỉ bị cấm ở 28 bang trên toàn nước Mỹ, song chưa từng có đại cử tri lật lọng nào thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với sự bất mãn gay gắt về Tổng thống tân cử Trump trong phe Cộng hòa, một số đại cử tri thuộc đảng này có khả năng sẽ lật ngược tình thế vào tháng tới. Đại cử tri Chris Sabrin, một lính cứu hỏa đến từ Texas, nói với Politico hồi tháng 8 rằng ông thấy việc để Trump làm Tổng thống là không thể chấp nhận và sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho Clinton vào ngày 19 tháng 12 tại Washington, D.C. Thừa nhận với trang tin AJC có trụ sở tại Atlanta rằng ông không muốn bầu cho Trump, nhưng bị các lãnh đạo Cộng hòa ở địa phương thuyết phục đăng ký làm đại cử tri đại diện đảng này. Nhiều người Mỹ đang kêu gọi cộng đồng ký vào những đơn thỉnh nguyện yêu cầu các đại cử tri bầu bà Clinton làm Tổng thống. Bản kiến nghị trên trang train.org kêu gọi các đại cử tri hãy chấp nhận chịu tiền phạt để thay đổi cam kết và đã thu thập được gần 1 triệu chữ ký đến thời điểm này. Thỉnh nguyện trên trang GoPetition thì yêu cầu đại cử tri đoàn phải hành động phù hợp với nguyện vọng của cử tri phổ thông trên toàn quốc và xét lại giá trị thực sự của đại cử tri đoàn. Trong khi đó, đơn thỉnh cầu trên trang Move On hướng đến những người lo ngại Trump là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Kiến nghị này chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn với 15.000 chữ ký. Clinton có thể lội ngược dòng trong cuộc bầu cử nếu có thêm hơn 20 phiếu đại cử tri nữa. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Quốc hội mới do Đảng Cộng Hòa kiểm soát họp vào ngày 6 tháng 1 vẫn có thể bỏ phiếu để ngăn cản bất cứ hành vi lật lọng nào, qua đó cho chiến thắng đầy đủ lại cho Trump. Các nhà lập quốc của Mỹ tạo ra đại cử tri đoàn vì họ lo ngại nền dân chủ trực tiếp. Nhưng Alexander Hamilton, một trong những cha đẻ của Hiến pháp Mỹ, lại cho rằng cử tri đoàn được lập nên để bảo đảm vị trí tổng thống sẽ không bao giờ thuộc về người không đủ tiêu chuẩn. Dù ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc, để biết được Trump có chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ hay không, chúng ta còn phải xem đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ai vào ngày phán xét cuối cùng. Biểu tình phản đối Trump tiếp diễn ở Mỹ. Hàng chục sinh viên ở đại học bang Texas biểu tình trong khuôn viên của trường, cầm các biểu ngữ như làm nước Mỹ tự do trở lại, hô vang chúng ta cần gì, tình yêu khi nào chúng ta muốn điều đó, ngay bây giờ. Một số cuộc tranh cãi xảy ra với những người ủng hộ ông Trump, trà trộn vào đám đông. Tuy nhiên, cuộc biểu tình nhìn chung vẫn diễn ra hòa bình. USA Today đưa tin, một ngày trước đó, hàng loạt tờ rơi xuất hiện trong nhà vệ sinh khắp trường, cảnh báo về một nhóm tự xưng là đội cảnh vệ của ông Trump sẽ bắt và tra tấn những thủ lĩnh sinh viên đã khơi mào phong trào biểu tình này. Cảnh sát cho hay đang điều tra về các nguồn gốc tờ rơi. Tại Chicago, một video trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông 49 tuổi bị một nhóm thanh niên chống Trump đi ngang qua đánh đập. Hơn 1.000 học sinh cấp 3 ở San Francisco cũng bỏ học vào sáng qua và tuần hành xuyên thành phố để bày tỏ sự thất vọng. Hàng trăm sinh viên khác cũng xuống đường ở Oxnard, California, ở Phoenix, ở thủ đô Washington. Tại Đại học bang Michigan và Đại học Tennessee, hơn 1.000 sinh viên cũng hô vang Love Trump's Hate và cầm các biểu ngữ bày tỏ sự tức giận với kết quả bầu cử. Các cuộc biểu tình còn diễn ra ở Columbus, Milwaukee, Minneapolis và những nơi khác vào tối 10 tháng 11. Một ngày sau khi hàng nghìn người đổ ra đường ở hơn 10 thành phố để phản đối chiến thắng của ông Trump. Các cử tri và các nhà hoạt động quyền dân sự cho hay họ dự kiến tiếp tục bày tỏ sự vẫn nộ của mình, kể cả khi ông Trump và nhóm của ông đã bắt đầu việc tiếp nhận quyền lực tại Nhà Trắng. Khi ông Trump gặp Tổng thống Obama chiều qua tại Nhà Trắng,
hàng chục người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài. Một lãnh đạo tổ chức quyền dân sự nói, chúng tôi, những nhà lãnh đạo quyền dân sự, sẵn sàng đứng bên ông ấy ủng hộ các chính sách nói lên giá trị của đất nước. Nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng đứng trước mặt ông ấy và đối đầu với chính quyền này nếu họ vi phạm các quy tắc cốt lõi của nước Mỹ. Một số người biểu tình hy vọng ông Trump sẽ lắng nghe tiếng nói của họ và không nhậm chức Tổng thống hoặc sẽ bị truy tố sau khi vào Nhà Trắng. Một nhà tổ chức biểu tình ở Columbus nói, những gì chúng tôi đang cố bày tỏ là ông Trump không phải người thích hợp để làm Tổng thống. Chúng tôi không ủng hộ bất cứ điều gì ông ta nói hay làm. Trump có thể làm Tổng thống Mỹ, nhưng chúng tôi biết trong trái tim mình, ông ta không đáng làm Tổng thống. Phát ngôn viên của Nhà Trắng George Ennis hôm qua cho rằng người biểu tình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ theo hiến pháp. Ông nói, Tổng thống tin rằng đây là một quyền cần được bảo vệ, là một quyền cần được thực thi mà không có bạo lực. Nước Mỹ tan cửa nát nhà, mất anh em, bạn bè vì bầu cử. Trong lịch sử bầu cử nước Mỹ từ trước đến nay, chưa bao giờ những mâu thuẫn trong nội bộ người dân lại trở nên sâu sắc đến vậy. Những lần phỏng vấn cử tri cho thấy, sự phân hóa và cơn thịnh nộ của những người đứng về hai phe ông Donald Trump và bà Clinton đang ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí điều này còn khiến những thành viên trong gia đình không nhìn mặt nhau. Theo khảo sát mới đây của tờ Reuters, có tới 15% những người được hỏi đều nói rằng họ không còn nói chuyện với bạn thân hay thậm chí các thành viên trong gia đình chỉ vì mâu thuẫn hậu bầu cử. Con số này ở những người ủng hộ Đảng Dân Chủ lên tới 23% so với 10% ở Đảng Cộng Hòa. Cử tri Đảng Dân Chủ thuộc bang Colorado nói rằng cha cô, người ủng hộ ông Donald Trump đã không còn nói chuyện với cô sau khi họ cãi vã trên Facebook xung quanh việc ai sẽ thắng. Một trường hợp khác cũng được ghi nhận mất bạn mất bè sau cuộc bầu cử là anh T. Turner Paul, 35 tuổi, đến từ Bắc Carolina. Anh chia sẻ, nhiều người bạn thân thiết đã chấm dứt mối quan hệ chỉ vì anh ủng hộ ông Donald Trump. Tuy nhiên, nhiều người coi điều này là hiển nhiên trong các kỳ bầu cử. Ông Doug Lever, 57 tuổi, chủ quán cà phê Ulmudos đã bỏ phiếu cho ông Trump bước đột phá mới cho Washington. Khi được hỏi về tình trạng mâu thuẫn giữa nội bộ người dân Mỹ đang ngày càng sâu sắc, ông tỏ ra không mới bất ngờ mà còn lo ngại rằng điều này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi nó đánh dấu mốc cho một thời kỳ khủng hoảng mới. Kỳ bầu cử này càng làm cho sự phân hóa sắc tộc ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Thành phố Springfield là một ví dụ. Với tổng dân số là 60.000 người, trong đó 75% dân số là người da trắng và chỉ có 15% là người da đen, tỷ lệ bỏ phiếu có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm người này. Hầu hết những người da trắng và giàu có đều ủng hộ ông Trump, trong khi số còn lại, những người da đen nghèo khổ lại muốn bỏ phiếu cho bà Clinton. Ông Bob Litt, 58 tuổi, chủ cửa hàng sửa máy tính Park IBC Repair, đồng thời là một trong những người ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho rằng có một sự phân hóa rõ rệt cả về kinh tế lẫn sắc tộc trong suốt kỳ bầu cử. Những ai bỏ phiếu cho bà Clinton thì rất có thể họ là những người trẻ, có thu nhập thấp hoặc là người sống ở miền Nam thành phố. Cuộc chiến giữa những người dân Mỹ không chỉ diễn ra ở thế giới thực, mà còn quyết liệt không kém ở trên thế giới ảo. Theo thống kê của tờ Reuters, 14% người được hỏi kể rằng họ đã chặn ít nhất một thành viên trong gia đình hoặc bạn thân của mình trên các mạng xã hội. Con số này ở phe Dân Chủ là 23% so với 8% phe Cộng Hòa. Nhiều người lo ngại rằng nếu những xung đột này vẫn cứ tiếp diễn, nước Mỹ sẽ sớm bị rơi vào cảnh hỗn loạn, anh Foster chia sẻ. Mâu thuẫn giữa chị gái tôi và tôi sẽ sớm được giải quyết thôi, nhưng mâu thuẫn trong lòng người dân nước Mỹ thì không biết bao giờ sẽ đi đến hồi kết. Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có phải là thắng lớn cho Putin? Theo Foreign Policy từ Điện Kremlin của Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống mới được bầu Donald Trump ngay sau khi có kết quả bầu cử Mỹ. Ông chủ Điện Kremlin là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng chiến thắng đến ông Trump. Ông Putin tuyên bố trong điện mừng, Trump chiến thắng là cơ hội xây dựng đối thoại mang tính xây dựng giữa Moscow và Washington dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cân nhắc lập trường của nhau. Ngoài ra, trong một cuộc họp với các đại sứ ngày 9 tháng 11, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng Trump hiện đã trở thành chủ nhân Nhà Trắng và Moscow sẵn sàng khôi phục quan hệ với Washington. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi đã nghe những lập luận tranh cử của ông Trump trong khi ông vẫn là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cho thấy Trump tập trung vào việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ. Quan hệ Nga-Mỹ lạnh băng như hiện nay không phải là lỗi của chúng tôi, nhưng Nga đã sẵn sàng để khôi phục lại các quan hệ chính thức với Mỹ. Từ những tuyên bố trực tiếp trên truyền hình của Tổng thống Putin, Foreign Policy nhận định việc Trump đắc cử Tổng thống là chiến thắng bất ngờ dành cho Putin. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga và nước ông bị cáo buộc bí mật can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Tại Nga, cuộc bầu cử Mỹ cũng trở thành tâm điểm trên truyền thông. Trong đó, tin tức được chú ý nhất là Trump nhiều lần tuyên bố ngưỡng mộ ông Putin và ca ngợi ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và ý định phát động chiến tranh với Moscow của ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton.
Điện Kremlin có vẻ không thích bà Clinton giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi các nghị sĩ Quốc hội Nga vỗ tay ủng hộ bài phát biểu chiến thắng của ông Trump. Với chiến thắng của Trump, Tổng thống Putin được cho là có cơ hội khôi phục vị thế toàn cầu của Nga và hâm nóng quan hệ với phương Tây sau hơn 2 năm bị trừng phạt kinh tế và cô lập quốc tế vì sự can thiệp của Nga vào cuộc khủng hoảng Ukraine, sáp nhập bán đảo Crimea cũng như mở chiến dịch quân sự tại Syria. Ông Thomas Graham, giám đốc điều hành của Kissinger Associates và từng là chuyên gia cấp cao về Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bình luận: "Người ở Điện Kremlin không muốn sở hữu Syria hay Ukraine. Tất cả những gì họ muốn là lợi ích của họ được đảm bảo. Trong nhiều trường hợp, Nga cần phải làm việc với Mỹ để đảm bảo được lợi ích của mình." Theo đó, ông Thomas Graham cho rằng Tổng thống Putin có thể đạt được một số thỏa thuận với Tổng thống mới được bầu Donald Trump bởi trong suốt chiến dịch tranh cử, vị tỷ phú New York tỏ rõ thái độ muốn xích lại gần Nga, cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Putin. Trong khi đó, ông Matteo Rosaski, giám đốc Viện Kennan của Trung tâm Wilson bình luận rằng chiến thắng của ông Trump còn trở thành món quà cho Moscow vì chính quyền Tổng thống Putin chắc chắn sẽ tận dụng sự hỗn loạn do chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa tạo ra để tìm kiếm lợi ích. Ông Matteo tuyên bố, sẽ tốt hơn cho Nga trong trường hợp Mỹ lâm vào khủng hoảng chính trị trong nước. Chiến thắng của Trump có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng như vậy.